Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, việc đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con đồng bào dân tộc vùng cao được các địa phương đặc biệt chú trọng. Trong đó, công tác xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng, tạo đòn bẩy, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của các địa phương, đặc biệt là bà con vùng dân tộc. Là tỉnh miền núi biên giới, có tới 161 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số. Những năm qua, Cao Bằng luôn thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, chú trọng thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên. Các cấp lãnh đạo ban ngành của tỉnh ấy rất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để đưa những cái sản phẩm đi ra ngoài tỉnh, kết nối, một là đi hội chợ thì cũng hỗ trợ mặt bằng gian hàng hoặc là tổ chức những cái đợt đi kết nối. Tôi cũng muốn là góp một cái phần gọi là quảng bá được thêm cái sản phẩm của có chất lượng đến người tiêu dùng, không những trong tỉnh mà nữa là các tỉnh bạn. Các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tại Cao Bằng đã đang hình thành và phát triển như vùng trồng trúc sáo huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, vùng trồng mía tại Quảng Hòa, vùng nguyên liệu thuốc lá tại Hòa An, Hà Quảng, cây rong giềng tại Hòa An, Nguyên Bình, cây thạch đen tại Thạch An đã đem lại hiệu quả và thu nhập cho người dân. Mô hình liên kết chuỗi giá trị đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng cao theo hướng hàng hóa, bước đầu xây dựng được thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Sản phẩm của chúng tôi tiêu thụ ra thị trường đi những tỉnh, thành phố Hải Phòng này, Hải Dương này, Hà Nội này, Quảng Ninh này, Đà Nẵng. Muốn sản phẩm sạch sẽ, an toàn thực phẩm thì chúng tôi phải, trước khi làm thì chúng tôi phải rửa máy móc sạch sẽ này, chân tay sạch sẽ, đi ủng này, mũ, khẩu trang an toàn cho thực phẩm. Tỉnh Đắk Lắk có dân số khoảng 1,9 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống. Toàn tỉnh hiện có khoảng 150 hợp tác xã nông nghiệp, 34 doanh nghiệp, 276 trang trại và gia trại, hơn 15.500 hộ nông dân, 5 tổ chức khoa học tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các chuỗi liên kết đã có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Hiện nay, việc liên kết đang từng bước tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, các loại cây ăn trái như sầu riêng, nhãn, vải, v.v. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp làm đầu mối liên kết nông dân với doanh nghiệp nhằm thực hiện chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương phát triển bền vững. Hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi hướng đến là hàng hóa của chúng ta phải có cái hàm lượng công nghệ cao, giá trị cao, thì từ đó thì chúng ta mới chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ để chúng ta phát triển kinh tế nó bền vững. Trong giai đoạn tới thì cần phải tiếp tục để cùng nhau liên kết trên rất là nhiều lĩnh vực như hạ tầng, như là đầu tư, rồi xây dựng cái đội ngũ doanh nghiệp, xây dựng cái thương hiệu, nhãn hiệu cũng như cái hàng hóa trong quá trình sản xuất, tiêu thụ. Thời gian qua, Bộ Công Thương và các sở ngành địa phương trên cả nước đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngoài việc hiện đại hóa các kênh bán hàng giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, Bộ Công Thương còn đẩy mạnh liên kết vùng để tiêu thụ nông sản thông qua phương thức thương mại điện tử, phối hợp với các sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng chuyên trang tiêu thụ nông sản thực phẩm. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này đã tạo hiệu ứng tốt, không chỉ gia tăng sản lượng tiêu thụ nông sản của bà con hàng năm, mà các mặt hàng nông sản này còn góp mặt ở những hệ thống phân phối lớn trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ phải trao đổi, thảo luận và cùng nhau triển khai những cái hoạt động xúc tiến thương mại chung cho cả vùng. Đó, chúng ta không nên là tổ chức những cái hoạt động xúc tiến thương mại manh mún cho từng địa phương nữa, để mà nó dẫn đến là lãng phí nguồn lực, rồi thì là chồng chéo trong các hoạt động. Chúng ta sẽ phải chuyển sang là thực hiện và triển khai những cái hoạt động xúc tiến thương mại chung cho cả vùng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có là những cái hoạt động xúc tiến thương mại thiết kế riêng cho từng nhóm ngành sản phẩm và cho từng đối tượng một ở trên mỗi thị trường khác nhau. Công tác xúc tiến thương mại có vai trò rất quan trọng, tạo đòn bẩy, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thị trường.
Đây sẽ là chìa khóa giúp tiêu thụ nông sản địa phương một cách bền vững và cũng chính là định hướng chiến lược nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.